cái câu này em cảm thấy là nó khá là ngược á. Có nghĩa là khi mà trong một cuộc cãi vã thì người phụ nữ thường hay thích nói hơn chứ không hay thích im lặng, còn người đàn ông lại thích im lặng hơn. Nhưng mà chị nói là có nên im lặng để cho qua khi cãi nhau không, thì nó phải đến một cái mức độ là người phụ nữ không muốn nói nữa. Có nghĩa là việc này đã xảy ra nhiều lần, và khi mà một người phụ nữ đã muốn chọn cách im lặng á, là người ta đã trải qua cái việc đó rất là nhiều lần rồi, và cái người đàn ông vẫn chưa có cái cách giải quyết là thế nào để cho phù hợp nhất. Thực sự cái người phụ nữ vẫn còn nói, có nghĩa là họ vẫn còn yêu á, còn khi mà người phụ nữ im lặng là hơi bị nguy hiểm á. Nguy hiểm à? Nguy hiểm lắm. Và với cái bản thân người phụ nữ là khi mà người ta vẫn nói, có nghĩa là người ta vẫn quan tâm và người ta vẫn muốn được xả cái nỗi ra, nhưng mà khi mà họ đã im lặng á, có nghĩa là họ buông, họ không quan tâm nữa, có nghĩa là họ mệt mỏi rồi. Thì như chị nói á, là để tránh cái mệt mỏi á, là có nghĩa là cái chuyện này nó đã xảy ra nhiều lần và nó bị tiêu đắp, nó bị xếp lên một cái độ áp lực khá là cao rồi. Thì em nghĩ là im lặng cũng là một giải pháp, nhưng im lặng mà không tranh cãi, không giải quyết vấn đề lại là một cái cực kỳ không nên. Bởi vì thực sự trong cái mối quan hệ vợ chồng, tất cả những cái mối quan hệ tình yêu á, em nghĩ là để duy trì được thì mình nên có một cái giải pháp trong cái vấn đề đấy luôn, để mình học được từ cái đó, và khi mà mình gặp một cái vấn đề tương tự thì mình có cái cách giải quyết để làm thế nào cho nó dung hòa nhất và tôn trọng lẫn nhau nhất. Thì em nghĩ là cái cách mà để có thể dung hòa được cái chuyện này á, là nếu mà căng quá thì nên im lặng. Cái thứ hai là khi mà tìm một cái thời điểm thích hợp thì chúng ta nên ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau, chứ đừng để cho qua là rất rất nguy hiểm. Bởi vì nó sẽ gây ra một cái áp lực rất là lớn, gây ra những cái phỏng đoán bị sai không cần thiết. Chính xác, nên là mình nên giải quyết việc này tức thì luôn, việc gì ra việc đấy, không nên để build up lại như vậy. Và cái cách thứ ba em vừa nói là viết thư tình với nhau đi, cho nó lãng mạn và cho nó giải quyết được. Bởi vì nhiều lúc nhớ bạn làm nhòe vài đoạn, và nhớ làm nhòe đi vài đoạn. Bởi vì nhiều lúc em thấy là có một cái ở đây mà phụ nữ và đàn ông chưa hiểu nhau, có nghĩa là người đàn ông họ nhìn thẳng nhiều hơn vào vấn đề nhiều hơn, và người phụ nữ thường nhìn xoay quanh vấn đề nhiều hơn, đôi lúc là họ bị overthink, có nghĩa là họ bị nghĩ quá là nhiều. Đấy, thế nên là mình mới làm việc với nhau nó một cách nó tốt nhất là bởi vì như thế, bởi vì không ai nghĩ giống ai cả, nên là mình phải biết cái điều đó của nhau. Thì nhiều lúc các chị em phụ nữ đừng đòi hỏi đàn ông là anh phải biết em đang nghĩ gì chứ, hay là anh phải biết em muốn gì chứ. Anh cũng bổ sung thêm cái ý Văn Vũ đang nói đó. Vâng. Là cái cấu trúc tư duy của phụ nữ và đàn ông khác nhau. Đàn ông thì có khuynh hướng nghĩ xong á, có giải pháp rồi mới nói ra, còn phụ nữ trong lúc nghĩ là nói ra ngay. Cho nên trong cái việc mà quan sát xem cái cốt lõi của thông điệp cổ nói là gì á, đòi hỏi người đàn ông phải tập trung cao độ và đừng lấy đó làm phiền lòng. Bởi vì đó là cái process, cái thinking process của cổ, tức là cổ nói, tức là cổ đang nghĩ. Còn người đàn ông thật ra quan sát cái thông điệp của người đàn ông rất dễ, là bởi vì anh ta đã suy nghĩ xong rồi anh ta mới nói. Còn quan sát người phụ nữ thấy đang nói cái chủ đề này lại chuyển sang một chủ đề khác, rồi cũng không biết cái cốt lõi là gì. Thật ra thì nó có đấy, nếu mình chịu tập trung quan sát thì có, chỉ có điều là cái cách biểu hiện nó khác với người đàn ông. Mình chỉ vậy thôi. Nhưng mà nên giải quyết vấn đề đó luôn nha chị, đừng cho qua, cái việc này không thể cho qua được.